Đến với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2022, sáng nay đội tuyển đã chính thức hội quân và bắt đầu bước vào tập luyện ngay trong buổi chiều. Ở ngày tập trung đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể có đầy đủ học trò vì các cầu thủ của Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và Topelen Bình Định vẫn đang làm nhiệm vụ cho câu lạc bộ tại Cúp Quốc gia. Nhóm cầu thủ bận thi đấu tại Cúp Quốc gia vắng mặt. Hoàng Đức tham gia sự kiện tại World Cup 2022 chưa kịp về hội quân, nên buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ. Trong số này, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng và Trương Ngọc Quang phải tập riêng với bác sĩ Choi do chưa ở thể trạng tốt nhất. Quân số không đủ, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu cho các học trò khởi động và tập các bài đơn giản để lấy cảm giác bóng. Các cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang, Đình Duy, Lương Duy Cường cho thấy sự hòa nhập khá tốt với nhóm cựu binh. Tất cả đang rất hào hức được đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp của Borussia Dortmund tại Mỹ Đình. Borussia Dortmund là một câu lạc bộ lớn của thế giới với nhiều cầu thủ mà có lẽ là mọi người đã được theo dõi rất nhiều trên TV. Cũng rất là hồi hộp và rất là háo hức khi mà được thi đấu với một câu lạc bộ lớn như vậy. Hy vọng là anh em sẽ được có một trận đấu trải nghiệm với một câu lạc bộ lớn để có thể học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm ở trận đấu đó để đó cũng là một bước chuẩn bị tốt dành cho chiến dịch AFF sắp tới. Dự kiến sau khi Cúp Quốc gia khép lại ngày 27 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo mới có đầy đủ sự phục vụ của các học trò. Riêng trường hợp của Quang Hải sẽ hội quân muộn nhất vào tháng 12 do tham gia đợt tập huấn của câu lạc bộ Po tại Thụy Sĩ. Trận đấu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup của đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với những ngôi sao của Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình ngày 30 tháng 11.